Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Key. Tụi mình là Yo and Key, YK Avenger. Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của tụi mình. Tụi mình là YK Avenger. Thì như đã hứa là hôm nay mình sẽ làm một kỳ video về cái việc rửa xe, chăm sóc xe ở nhà. Đó, thì mình giới thiệu qua với mọi người. Đây là cái máy hút bụi của mình này, cái máy rửa xe của mình này. Rồi đây là những cái sản phẩm mà mình sẽ xài cho cái xe của mình. Rồi mình sẽ cho mọi người xem kỹ hơn nha. Đây là cái hãng Bodonon. Cái hãng này rất là nổi tiếng về những cái sản phẩm rửa xe luôn. Thì mình rất là tin dùng cái hãng này. Đó, mọi người có thể review thêm về cái hãng này. Mình có giới thiệu cho vài người bạn dùng cái hãng này rồi, thì họ rất là yêu thích cái hãng này. Ok, thì trước tiên khi mà mình rửa xe thì mình sẽ quay cho các bạn xem sơ qua về cái xe mình lúc nó đang còn dơ nhá. Đây, đây là cái xe của mình. Mấy tuần rồi mưa cho nên là chưa có thời gian để rửa xe, nó rất là dơ luôn. Đó, rất là dơ. Thì hôm nay được cái là thời tiết đẹp cho nên mình sẽ làm video quay cái cảnh mình rửa xe là như thế nào cho mọi người xem. Tại mình không thích mang xe ra ngoài mấy cái chỗ mà rửa xe ở ngoài đấy, mấy cái chổi mà cha xe là rất là dơ, sẽ làm cho sượt xe. Đó, mọi người thấy xe dơ chưa? Đó. Trước tiên mình sẽ dùng cái sản phẩm này để mình rửa cái mâm của mình trước. Đó, để các bạn biết làm gì không? Cái này á, nó sẽ giúp mấy cái thắng á, mấy cái bụi của cái thằng xe, mấy cái phanh á, nó bị ra trực tiếp. Đó, để nó không bị bắn lên trên sơn của xe lúc mình rửa xe á, thì nó sẽ không bị tróc sơn, hư sơn của xe. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Rồi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị chui cả cái lốp này. Thì để chui cho cái mâm á, thì mình sẽ sử dụng cái sản phẩm này. Đó, lúc này có giới thiệu với các bạn rồi. Xong rồi, với cái sản phẩm này á, khi mà bạn xịt lên đây á, thì để không quá một phút nha. Đó, xong rồi phải xịt nước lại. Đó, sau đó mình sẽ dùng cái sản phẩm này. Đây, mình cho các bạn xem này. Đó, sản phẩm này mình dùng một cái nắp này để đổ vào cái thùng này. Cái thùng này á là dành riêng để nó rửa lốp cho nó sạch. Đó, thì mình làm như vậy cho nó vừa đẹp vừa thẩm mỹ nữa. Đó, đổ một cái nắp này vào đây, pha với nước. Rồi, sau đó thì dùng cái này để chui lại. Còn cái này á là để các bạn chui những cái vít của cái lốp cho nó sạch, hoặc là những cái góc mà mình không thể bỏ vào được. Còn cái này là để chui cái phần da thế này cho nó sạch. Ok, rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu nhá. Bây giờ mình sẽ pha cái này trước này. Để pha cái này á thì người ta khuyến á là xả một nửa thùng nước này trước, rồi sau đó cho một nắp này vào, xong rồi xả nước tiếp cho nó tạo thành bọt á. Giới thiệu với mọi người luôn là lý do vì sao mình mua cái thùng này. Cái này là có cái chức năng á, là lúc mà các bạn rửa lốp hay là rửa xe chẳng hạn, thì khi mà mình nhúng cái khăn này này, nhúng vào đây để rửa tiếp á, thì mấy cái đất này nó sẽ ở dưới này và nó sẽ không bay lên trên ở phía mặt trên này nữa, thì giúp cho cái phần trên này nó sạch, nó không bị cát hoặc bị bẩn. Đó, cái công dụng nó là như vậy, cho nên là rất là tốt luôn. Đó, các bạn xịt một nửa thùng, xong một nửa còn lại để tạo bọt như thế này là ok. Rồi, bây giờ mình chuẩn bị rửa cái mâm này này. Các bạn nhớ là không để quá một phút nha. Nếu các bạn làm quen rồi á, thì đang trong thời gian chờ đợi cái này á, thì mình sẽ chuyển qua cái lốp sau mình làm luôn. Xong rồi xịt cái lốp sau xong rồi á, thì bắt đầu quay lại xịt lốp trước là thời gian nó vừa đủ. Cho nó ngấm đi. Bây giờ mình qua mình rửa cái lốp trước này. Đây, các bạn thấy cái bụi thẳng nó ra không? Mau ghê chưa? Đó, một chút nữa bây giờ mình xịt nước lại này là nó sạch này.
Bây giờ mình sẽ chui lại về cái xà phòng trong cái chậu đấy. Một lần mình rửa xe nha, như thế này á, thật sự là rất là mất thời gian. Mặc dù là tốn thời gian nhưng nó rất là sạch chứ không phải rửa qua loa. Đây giống như mấy cái góc này nè mọi người. Nếu mà không có cái que chổi này á thì không bao giờ rửa ra. Đó. Mà nếu mình rửa mà mình cứ để cho bụi đất mà nó cứ bám vào lâu ngày á là cái nước sơn nó không được đẹp nữa. Đó, cho nên là phải chịu khó. Mình làm ở nhà thì mình rửa mấy cái này được. Chứ còn đi ra tiệm mình thấy ít người rửa mấy cái này lắm. Nhúng vào đây. Xong rửa tiếp. Thì bình thường rửa xe như thế này á thì cần phải có hai người. Đó. Thì trong khi mình đang rửa mấy cái lốp và mấy cái rim như thế này á thì vợ mình sẽ phụ mình hút bụi ở trong xe. Rồi, như thế này là xong phần của cái rim nhé. Giờ mình sẽ trà xung quanh cái thanh lốp này. Nếu mà đi mà bụi bám á thì mặc dù rửa sạch rồi nhưng mà đến khi mà nó khô là nhìn nó vẫn kiểu bị màu đất á. Rất đẹp. Bây giờ mình sẽ trà cái phần da ở trong này. Rồi, như vậy là phần lục trượt xong. Bây giờ mình chỉ cần xịt nước lại là xong. Rồi mọi người xem thấy chưa? Như vậy là cái lốp, vậy là cái rim là nó sạch sẽ đấy. Rồi bây giờ mình chuẩn bị qua cái lốp ở sau làm nốt. Lúc nãy á mình đã rửa xong cả cái lốp này sạch sẽ rồi đó. Bây giờ á còn hai cái bước tiếp theo nữa, nhưng mà thường thường hai cái bước này á rửa xe hoàn tất xong hết thì mình mới quay lại với cái lốp này. Nhưng mà đây là cái video mà hướng dẫn các bạn là rửa cái lốp xe như thế nào thì mình muốn hoàn thiện nó ngay bây giờ luôn đó. Thì cái bước tiếp theo á, sau khi rửa sạch lốp á, mình sẽ sử dụng cái sản phẩm này. Đây, cái sản phẩm này là để xịt cho cả cái lốp cho nó bóng lại. Vậy là cái sản phẩm này á, nó sẽ giúp là giữ cho cái chất liệu của cái lốp này nó bền hơn. Bởi vì xe của mình á, tụi mình hay đi off road, rửa có sạch cỡ nào đi nữa thì khi mà nó khô á, thì nhìn nó vẫn bị cái màu nâu của bùn của đất, nhìn nó không đẹp. Cho nên mình sẽ sử dụng cái sản phẩm này đó, thì xịt cái sản phẩm này trước. Sau khi xịt cái sản phẩm này rồi á thì bắt đầu mình sẽ sử dụng cái sản phẩm này đây đó, để xịt cho cái rim để nhìn cho nó mới đó, với giữ cho cái màu sơn của cái rim nó được tốt hơn, bền hơn đó. Nhưng mà trước khi sử dụng hai sản phẩm này á thì các bạn thấy là cái lốp nó vẫn còn bị ướt này, bị nước này đó. Thì bình thường mình phải làm khô nó đi, lấy air compressor để mà xịt nó đi, nhưng mà hôm nay mình lười, mình sẽ lấy một thứ khác để thử nghiệm luôn, coi nó nhanh hơn, vậy nó có khỏe hơn không đó. Đó là cái blower của mình. Cái này á là loại pin thì nó rất là mạnh, nhưng mà không biết để thổi khô cái này thì nó có nhanh hơn cái air compressor hay không. Thì đây là một thử nghiệm cho bản thân mình luôn. Wow, quá hợp lý mọi người ạ, quá hợp lý luôn. Thì đây là lần đầu tiên mình có cái blower này, lâu rồi nhưng mà mình nghĩ ra
Thì hôm nay vợ mình mới bảo mình là tại sao không dùng từ cái này khỏi mất công kéo cái air compressor ra với ta. Mình không thích cái air compressor là tại vì nó rất là ồn mà phải đợi nó một hồi nó build up thì nó mới đủ air để mà xài mấy cái này. Thì coi như là cái này là từ nay về sau là người bạn thân nhất của mình đấy. Đó, cảm ơn vợ mình rất là nhiều khi mà tự nhiên nghĩ tới cái này. Đó, thì bây giờ rất là khỏe này, bây giờ nó khô này. Đó, rồi ok, bây giờ mình sẽ sử dụng sản phẩm này. Xịt xung quanh cái lỗ của nó, không phải xịt nhiều nha mọi người, xịt vừa đủ thôi. Đấy, xong bắt đầu mình sẽ dùng cái cục xốp của cái hàng này luôn. Đó, nó như thế này. Cục này là rất là hay luôn, nó có những cái rãnh này này. Đó, thì nó sẽ đi vào những cái kẽ của cái lốp. Thì mình sẽ mặc thêm cái găng tay nhá, tại cái này nó dâu á, nó nhơn lắm, khó chịu. Ok, đấy, thì cái này mình sẽ đi như thế này. Cái này thì làm cho đẹp mắt, cho nên là tùy các bạn, nếu các bạn muốn mà nó đều á thì đi kỳ hơn. Thì mình đi viên mấy cái viên ở ngoài trước. Lúc mà các bạn đi ở trong này thì chú ý là đừng có để cho nó vào dính vào cái phần rim này nhiều nhá. Đó, chú ý xong cái này là nhìn lốp như mới luôn. Thì cái sản phẩm này là cứ mỗi lần rửa xe xong á là tụi mình hay xài. Rồi, quá đẹp. Đó, thì sau khi xài cái này xong này, mình sẽ kiếm một cái hộp mình để vào. Đó, tại cái xốp này á là không cần rửa nha các bạn, tại vì nó chỉ có dầu ở trong này thôi, không cần rửa. Nhưng mà nên kiếm một cái hộp để riêng như thế này. Đó, để cho nó không bị dính vào những cái sản phẩm khác á. Đó, rồi là xong combo này, được chưa? Chúng mình xem lại. Rồi ok, bây giờ bước tiếp theo á thì mình sẽ sử dụng này. Đó, cho cái rip clean up là làm một lần nữa. Rồi, thì cái này á các bạn dùng cái khăn vàng này, khăn sạch này nhá, lau sơ nó là được. Tại vì lúc này là mình rửa cái rim sạch rồi mà, bây giờ chỉ có là clean up, coi như là đánh bóng sơ nó một bước cuối cùng thôi là được, nhìn cho nó bóng. Rồi, bóng luôn luôn. Đó, nhìn rất là mê luôn. Nguyên một cái quá trình mà mình chăm sóc cái rim và cái lốp của mình là như thế nào thì mình quay lại cho mọi người xem. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của tụi mình. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ like, share, comment và đăng ký ủng hộ cho channel của tụi mình nhé. Tụi mình là YNK Adventure. Mọi người nhớ quay lại để theo dõi thêm những video về chăm sóc xe ở nhà như thế nào và những phần tiếp theo. Xin chào mọi người, tạm biệt mọi người.